Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được mở đầu bản tin thời tiết ngày hôm nay với những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ tại miền Trung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ hôm qua cho đến sáng nay thì nhiều địa phương đã đo được lượng mưa lên tới hơn 200mm, như là tại Giá Vực ở Quảng Ngãi là 227mm, An Hòa ở Thừa Thiên Huế 222mm, Ninh Hòa ở Khánh Hòa là 205mm và tại Trà My ở Quảng Nam là 162mm. Hiện nay thì nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục duy trì, cho nên trong đêm nay ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày mai mùng 4 tháng 11 thì mưa có xu hướng mở rộng lên phía Bắc tới tỉnh Quảng Bình. Tại đây thì sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Và trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Do mưa lớn kéo dài, cho nên đến trưa chiều nay thì lũ trên các sông ở khu vực này tiếp tục lên. Từ ngày mai, khi mưa lan dần ra phía Bắc, lũ trên các sông từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi sẽ lên lại. Đợt mưa lũ này thì mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Phú Yên dao động ở mức là báo động 1. Các sông từ Quảng Bình cho đến Ninh Thuận ở mức từ báo động 1 cho đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Bên cạnh đó, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tại khu vực từ Quảng Bình cho đến Ninh Thuận. Trong khi đó, thì đới gió đông trên cao cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Với mức độ ảnh hưởng nhiều hơn, thì dự báo vùng cao nguyên sẽ là nơi có mưa nhiều, trong đó các tỉnh như là tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đặc biệt từ thời điểm chiều tối và đêm mai. Còn các tỉnh thành Nam Bộ thì duy trì kiểu thời tiết mưa nắng gián đoạn trong ngày. Mưa rào chỉ xảy ra chủ yếu vào chiều tối với lượng không nhiều. Khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh cũng là những hiện tượng thời tiết mà người dân khu vực cần chú ý phòng tránh. Quay trở ra với thời tiết các tỉnh thành miền Bắc, dự báo khối không khí lạnh có cường độ yếu tiếp tục thịnh hành và chi phối thời tiết khu vực. Trong khi đó, thì quá trình hội tụ gió Tây Nam yếu sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh thành thuộc phía Tây của khu vực. Do vậy, từ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hát Giang, Lào Cai, Yên Bái và cả Hà Giang sẽ có nhiều mây, có mưa rào nhẹ trong khoảng đêm nay và sáng sớm mai. Lúc này thì trời còn rét với nhiệt độ chỉ vào khoảng từ 17 cho đến 20 độ. Tuy nhiên, thì đến trưa chiều mai, trời hửng nắng yếu, mưa giảm và nhiệt độ tăng lên mức từ 24 cho đến 26 độ. Trong khi đó, phần còn lại thuộc phía đông của khu vực sẽ có kiểu thời tiết ổn định hơn. Trời chỉ nhiều mây trong buổi sáng, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Trời vẫn lạnh trong khoảng nửa đêm và sáng sớm. Còn nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tại đây thì cũng chỉ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ. Cho nên nếu có tham gia lưu thông thì quý vị và các bạn vẫn cần mang theo áo khoác để bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Cuối cùng là thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió giảm dần, còn phổ biến ở mức là cấp 5, thời tiết ít mưa nên nhìn chung ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh. Như vậy là đáng chú ý nhất trong ngày mai và cả vài ngày tới là tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Tại đây vẫn duy trì tình trạng mưa nhiều, có nơi có mưa to và dông với vùng mưa mở rộng dần ra phía Bắc. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!